Xin chào tất cả các bạn, tôi là Huyền, nhà phân phối dòng sản phẩm của Đông Dược Phú Đức tại khu vực Vũng Tàu. Thời gian vừa rồi nếu các bạn đều theo dõi nick Facebook của tôi thì đều thấy rằng tôi đã có một sự tiến bộ hoàn toàn vượt bậc khi mà tôi đến với kinh doanh online, đặc biệt là vào trong Dragon Group. Và một điều tuyệt vời tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn: để có được tất cả những thành công đó, tôi phải nhờ đến một khóa học cực kỳ tuyệt vời. Đó là khóa học sát thủ bán hàng của cô giáo Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền còn là tổng giám đốc của Đông Dược Phú Đức các bạn ạ. Và một điều tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn: nếu như bạn chưa hề biết đến khóa học sát thủ bán hàng là một điều cực kỳ là luyến tiếc. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn vào khóa học này, các bạn không chỉ học những tuyệt chiêu về content, cái vũ khí để bạn có thể tiếp cận khách hàng một cách nhanh nhất, mà các bạn còn được biết được những tuyệt chiêu về livestream. Rất nhiều bạn livestream đúng không ạ? Nhưng các bạn livestream không hề có mắt xem, các bạn livestream không hề ra đơn, các bạn livestream không thể giữ được người đến tận cuối buổi livestream. Và trong cái khóa học sát thủ bán hàng này, các bạn sẽ biết được tất cả những điều đó. Và một điều vô cùng tuyệt vời tôi muốn nhấn mạnh với tất cả các bạn, đó là vào học vào kinh doanh online không chỉ nhằm mục tiêu để các bạn có được nguồn tài chính, mà cao cả hơn, đó là bạn sẽ giúp đỡ được rất nhiều những người phụ nữ khác giải quyết được vấn đề họ đang gặp phải, và giúp đỡ rất nhiều người phụ nữ khác trở nên hạnh phúc và giàu có. Tất cả những điều này các bạn sẽ không còn có cơ hội để tiếp cận nữa, bởi vì khóa học của chúng tôi đã kết thúc ngày hôm qua, và chúng tôi còn được những cái giá trị cực kỳ tuyệt vời, to lớn hơn. Đó là kinh doanh để mình có một cuộc sống hạnh phúc hơn, chúng ta sẽ được chồng yêu thương hơn, được đồng đội follow nhiều hơn, và được rất rất nhiều thứ. Tuy nhiên, tôi có thể tiết lộ với các bạn sẽ có cơ hội các bạn nhé, để các bạn tiếp cận những điều cực kỳ tuyệt vời hơn nữa khi các bạn tham gia vào học viện Dragon Group. Điều này, cái học viện này sẽ được mở vào trong tháng 6 tới. Và để tham gia và không bị lỡ đi một cơ hội giống như bạn vừa bỏ lỡ cái khóa học sát thủ bán hàng, thì các bạn hãy tham gia vào group bí quyết bán hàng online, hoặc các bạn tham gia theo dõi nick Nguyễn Hiền Tùng Lâm các bạn nhé, thì các bạn sẽ không bao giờ bị bỏ lỡ hoa điều đó. Và điều khác, một điều khác nữa, bạn cũng sẽ không bị bỏ lỡ nếu như bạn bấm follow và theo dõi nick Đặng Thị Thanh Huyền. Thậm chí các bạn có thể để ở chế độ xem trước để các bạn có thể cập nhật được những điều tuyệt vời nhất ngay khi tôi post những cái thông tin này lên. Bởi vì tôi là một truyền nhân của cô giáo Nguyễn Hiền, tôi sẽ giúp các bạn có được cơ hội đó. Bởi vì sứ mệnh của tôi là giúp đỡ 1.000 bà mẹ bỉm sữa trở nên xinh đẹp và giàu có trong năm 2019. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Học viện Dragon Group sẽ được khởi khai trương vào tháng 6 năm 2019. Đừng bỏ lỡ bạn nhé. Và cảm ơn cô giáo Tùng Lâm, bởi vì chúng tôi đã có một buổi học, những khóa học cực kỳ tuyệt vời trong sát thủ bán hàng. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong Dragon Group các bạn nhé. Bye bye. Cảm ơn cô giáo rất nhiều.